Kính chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay xin mời mọi người theo chân Ngọc Hưa đến thăm một vườn hoa kiển nho nhỏ xinh xinh, nơi có đầy đủ kỳ hoa dị thảo. Đây là vườn hoa Green Thumb Nursery, tọa lạc tại thành phố Lake Forest, California. Từ Lido Sài Gòn đến đây khoảng 20 dặm về phía nam. Vườn hoa này tuy nhỏ gọn, xinh xắn, nhưng đặc biệt là cái gì cũng có. Bạn có thể tìm được những loại cây, những chủng hoa mà ở nơi khác có thể bạn chưa tìm được. Giá cả ở đây thì có chút hơi đắt đỏ so với những nơi khác, song có hề gì nếu mình tìm được những thứ mà mình yêu thích, phải không các bạn? Nào bây giờ mời các bạn theo chân Ngọc Mưa vào bên trong nhé. Đầu tiên là Ngọc Mưa dừng chân ở cái hồ nước nhỏ nhỏ nè. Ở đây đang có rất nhiều hoa súng, có màu hồng, màu trắng, màu tím. Cái hồ nhỏ nhỏ có suối chảy róc rách, rất là thơ mộng. Ở đây không có hoa sen nha các bạn, chỉ có hoa súng thôi và các loại hoa mọc ở dưới nước. Lúc nào Ngọc Mưa vào đây cũng đến cái chỗ này trước. Thích lắm luôn. Mát đẻ lắm. Đứng gần cái bờ hồ này không khí rất là dịu, mặc dù bên ngoài là trời đang rất là nắng gắt. Ở nơi đầu nguồn con suối là có một con gấu mẹ vĩ đại đang nằm ôm dòng suối mát trong lành dưới chân nè. Cái này là không biết gọi là bèo hay lục bình gì đó. Có những cái loại hoa lan mọc ở dưới nước đẹp quá nè. Zoom lại gần cho các bạn xem đã từng nhìn thấy ở đâu chưa ha. Mình thì mình chỉ thấy có ở đây thôi. Nguyên cái chậu lan này người ta đặt xuống dưới nước luôn quý vị. Bên kia là mình thấy có những cái chậu giống giống như là mon nước của mình. Trời ơi, ở đây có chậu hoa sen luôn quý vị ơi, nhưng mà chưa có hoa nên không biết hoa màu gì. Đẹp quá, trồng trong một cái chậu nhựa nhỏ nhỏ. Ôi trời ơi, cái này bưng về nhà là hết ý, nhưng mà hơi đắt đó nha. 80 đồng mà hoa chưa có ra hoa nữa. Nhưng mà lá tươi tốt như vậy thì trước sau gì cũng có hoa thôi. Hoa sen này mình thấy chỉ có hai chậu thôi chứ không có nhiều. Hoa sen đây các bạn ơi, trời ơi ít khi nào mình gặp hoa sen lắm nha. Chậu hoa sen này mình thấy đề giá 80 đồng đó. 80 đồng chỉ là cái loại bên trong thôi nha, không có bao gồm cái chậu ở bên ngoài đâu, mình hỏi rồi đó. Ở đây hiện có đủ màu luôn, trắng, vàng, hồng. Riêng cái chậu hoa lan nước nhỏ xinh này nè, đó các bạn thấy không, người ta cắm ngập vào trong cái chậu nước ở bên ngoài đó, chỉ có 15 đồng thôi, xinh quá. Hoa có ba cánh, nhẹ nhàng. Mà không biết hoa này nó có last long suốt mùa hè cho mình hay không. Bèo, bèo cũng có bán nữa nè các bạn. Không biết cái này gọi là cái gì? À, lục bình chứ hả? Lục bình. Lục bình trôi, thân em như cánh lục bình trôi là đây. Tất cả những cái loại hoa này đều trồng được dưới nước nè. Mình thấy những cái chậu này họ thả vào cái bồn nước nè. Lạ quá ha. Có những cái cây giống như tre, trúc hay là cái gì rất là đẹp. Cả hoa gì giống như hoa chuối. Cái chậu này không biết cái hoa gì nữa ta. Cái hoa nó tím tím nhỏ nhỏ, cái lá nó bự bự như lá trầu, đẹp quá nè. Cái bụi này nó giống hoa giáp ta, giống cái rau giáp cá mà mình ăn ghê ha. Còn cái bụi này thì mình thấy nó lại giống giống hoa rau muống. Chưa, ở trong đây mát rượi à. Ở đây người ta đi cũng đông quá.
hoa đẹp lắm các bạn ơi. Bụi hoa chuối kiển đẹp chưa kìa. Có một cô thiên thần đứng giữa vườn hoa đẹp quá. Bên trên là có một cái bệ cao cao để một con cú vọ. Con cú vọ ngắm giữa vườn hoa. Đủ loại kỳ hoa dị thảo ở đây. Cái này là hoa ly nè. Hoa ly này thì đẹp nhưng mà cái mùi nó nồng lắm. Và cái gốc nhỏ này mình tìm thấy một tượng Phật ngồi rất là đẹp, 180 đồng. Hay quá ha. Có con chim cát giả đậu trên nhánh cây. Những cái cây này là loại là mình để trong nhà rất là đẹp. Cái này là cái lá, lá màu đỏ hồng rất là đẹp luôn. Wow, có những cái lá rất là lạ kỳ ha. Lá mà nó có màu rất là đặc biệt. Phong cảnh ở đây dàn dựng rất là đẹp, rất là hữu tình. Có vòi nước, có chim, có thú, có thiên thần, có tượng Phật. Cái chậu trang Đà Lạt này nó to lắm các bạn ơi. Mình chưa thấy ở đâu mà nó to như cái chậu này. 100 đồng nha, nhưng mà to lắm. Hết sảy chưa, cúng xê luôn. Mình nhìn thấy thêm một tượng Phật ngồi rất là lớn đang ôm nước, dòng nước chảy nè. Trời ơi, đẹp quá. Cái tượng Phật này họ đề giá là 1.700 đô la. Wow, chỗ này bán nhiều, cái phong tành nước chảy róc rách thơ mộng quá. Cái vườn hoa kiển này là thôi khỏi nói, bạn tìm gì cũng có. Cái gì mà liên quan đến vườn tược là có hết. Từ hoàng non bộ, phong tình, chậu, khung, bất cứ cái gì liên quan đến garden mà bạn cần là bạn cứ đến đây. Cái gì cũng có hết. Mấy cái mushroom này để trang trí ngoài vườn nè. Cái section này nè các bạn, họ để những cái loại hoa mà mình không biết lẫn còn gọi tên, mình chỉ gọi chung chung là hoa không khí ha. Tại vì không có đất, họ chỉ trồng lơ lửng, họ ép vô một cái thân cây khô hoặc là một cái vỏ sò hay là một cái gì đó thôi. Mà mình thấy hoàn toàn không có đất cũng không có nước gì hết, nó chỉ sống bằng không khí thôi. Và mặc dù chỉ sống lơ lửng trong không khí nhưng nó vẫn cho hoa. Đây, hoa của nó đây, đẹp chưa? Lung linh trong nắng trong gió. Thì zoom lại gần nha. Thấy không, người ta chỉ tháp nó vô một cái thân gỗ vậy thôi, mình không thấy có miếng đất nào hoàn toàn luôn. 12 đồng. Đây, chẳng hạn như cái chùm này, mình thấy người ta để vô một cái miếng gỗ ha. Đó, vậy thôi, mình nhìn trong không thấy đất, không thấy nước gì hết. Và nó như vậy, nó chỉ là như vậy. Khi mình mua về là nó chỉ vài 8 đồng cây nè. Đó, rồi mình mới để vào trong cái gỗ là nó sống hay quá. Cứ chỉ cần không khí thôi. Nhiều lắm, nhiều loại khác nhau lắm. Có những loại thì mình chưa thấy nở hoa. Nhưng mà nó cũng có cái màu sắc rất là đặc biệt của nó. Hay quá ha, kỳ lạ chưa? Thiên nhiên lúc nào cũng kỳ bí hết. Có những cái loại cây như là thân tầm gửi vậy, chỉ sống nhờ không khí thôi mà không cần nhờ vào cái gì hết. Cũng có nhiều màu lắm nha. Chỗ này mình thấy có màu đỏ nữa nè. Đó, màu hồng thì nãy giờ mình thấy rồi ha. Có cái chùm xíu xiu giống như lá thông màu đỏ này cũng dễ thương nè. Cái màu này thì nó bạc bạc. Ồ, có cái trên đây có một cái chùm nó đang lên vương một cái nhánh cao ra như lan kìa. Đó, ồ, cái này
cái này chưa ra bông cái nụ không biết bằng gì. Kỳ lạ không các bạn? Ở cái góc này thì mình thấy có những cái bình hoa gốm mà họa tiết của người Mexican đó. Cái màu sắc rực rỡ lộng lẫy nhìn cũng vui mắt lắm. Cái mặt trời, những cái chú ếch bám trên tường hay với những cái ý tưởng rất là hay. Những cái bình này nhìn cũng rất là đặc biệt phải không? Tất cả những cái này họ đều làm bằng tay hết á. Như mình gọi là hàng thủ công mỹ nghệ vậy đó. Đẹp lắm, hơi đắt nhưng mà rất là đẹp. Đây là một cái hàng chậu mà dạng chậu thô đó. Cái này thì rẻ thôi, không có mắc. Giá cũng dễ mua. Đủ loại hết, đủ màu hết và đủ kiểu nữa. Đó, tất cả những cái loại dụng cụ mà để làm vườn đó đẹp lắm, mình thấy đủ hết. Chỗ này có rất nhiều loại cây sen đá hoặc là gọi là sống đời hay là gì đó, nói chung chung là sen đá hoặc là sống đời đó. Mình thấy đủ chủng loại ở đây nè, cái nào cũng đẹp hết, mênh mông. Và đây là thế giới của các em cactus. Những cái loại này thì mình chỉ thích ngắm thôi các bạn. Mình sợ mấy cái mà cây mà có gai gai đâm đau lắm. Có nhiều khi cái mũ nó rất là độc nữa. Những cái thứ này mình chẳng bao giờ dám mua đem về nhà trồng đâu. Đến đây ngắm, ngắm chán, ngắm chê rồi đi về vậy thôi. Mình thấy nó cũng có cái vẻ đẹp của nó rất là đặc biệt. Những cái cây này là nó sống lâu lắm, nó không cần nhiều nước. Mà có những loại nó vẫn nở hoa rất là đẹp. Những cây này đặc biệt yêu thích nắng ha các bạn ha. Nhà các bạn nào mà sân trước hoặc sân sau mà có nhiều nắng đó, mà bạn lười chăm sóc đó, thì bạn cứ mua mấy cái cây này về bạn để xuống, hầu như nó ít khi chết lắm. Các bạn có nghe được tiếng chim hót không? Ở đây chim hót líu lo luôn, dễ thương lắm. Nãy giờ mình nghe mình sảng khoái tinh thần. Đây là dòng họ của các loại cây nha đam nha các bạn, aloe vera đó. Mình thấy có rất nhiều kiểu. Cũng là một loại nha đam nhưng mà cái lá, cái thân nó hơi có chút khác biệt. Nó chia ra nhiều cái màu sắc rất là đẹp. Cái loại cây này thì quá dễ trồng rồi. Các bạn nghe chim hót thương không? Đó, không ngờ là cây nha đam thôi mà cũng có nhiều chủng loại như vậy. Có những loại nha đam mình thấy nó nhỏ giống như kiển vậy đó, mà gai nó nhiều lắm. Cũng có những loại cái cánh nó dài, nó vươn ra mà nó ít gai hơn. Hay quá ha. Trời ơi, có những người họ thích sưu tầm những cái loại đặc biệt lạ lùng, họ đến đây là có hết nha các bạn. Wow, cái chậu hoa này nó đẹp quá lung luôn. Bông quá trời bông mà màu đỏ thắm luôn. Mình thấy đề giá là 140 đồng lần đó. To lắm. Cái cây này trời ơi, hết sảy luôn. Lạ quá. Gốc này mình thấy có để mấy cây lá phong nè. Lá phong đỏ nè, lá phong xanh nè. Hai chậu này thì hơi mắc nha. Bởi vì chậu to lắm rồi. Mình thấy đề giá 300 đồng cho mỗi chậu đó. Lá phong này nó thay đổi màu theo mùa cũng hay lắm đó. Còn đây là cây phượng tím nè các bạn. Cây phượng tím ở Cali này trồng nhiều lắm. Có những cái thành phố nó trồng hai bên lối đi, nhìn rất là thơ mộng. Cái cây này 120 đồng là cây cao to nè. Kế bên bên là mình thấy có một cái cây đào trắng. Mùa này mà hoa đào vẫn còn nở thì chắc là đào của Nhật rồi. Đẹp quá. Zoom gần cho xem cái hoa màu trắng nha các bạn. Đây là hoa dâm bụt nè. Mà cái giống này sao mà nó to lắm. Nó to như một cái dĩa nhỏ nhỏ vậy. Trời ơi đẹp quá. Mình thấy có màu vàng, màu đỏ. Nhưng mà hơi đắt, 35 đồng chậu. Nhưng mà cây mạnh lắm các bạn ơi. Hoa này cũng sống lâu lắm. Mấy cây bưởi này đẹp quá, 40 đồng.
mạnh mẽ lắm, hết sảy luôn. Cái trái bưởi này nó không phải như trái bưởi Việt Nam đâu, cái trái bưởi này nó tròn tròn, nó lớn hơn trái cam chút xíu à, nhưng mà cái vị nó cũng ngon, cũng thơm lắm. Hoa tím này đẹp quá nè, tên của nó là hoa Clementine. Wow, cái hoa tím này người ta trồng sao mà nó to, to quá trời to luôn, to cái bàn tay mình á. 65 đồng chậu này, cái này là hoa leo đó các bạn. Trời ơi đẹp quá, oh my god nè, đây, trời ơi xinh ơi là xinh, to đẹp tím đậm. Hoa này nó giống giống hoa lựu ha. Ở đây người ta gọi nó là cây hoa hạnh phúc đó. Không biết có đúng không? Mình thấy có nhiều nhà Việt Nam mình cũng có trồng á. Giống như hoa lựu đó nhưng mà nó có hồng có tím đẹp. Những cái hoa này nó sống lâu giống như là cái hoa bất tử vậy đó, nó khô khô, mình sờ vào cái cành nó mình thấy nó khô khô mà đẹp ghê không, cái lá nó như lá cỏ vậy đó, đẹp lắm. Sờ vào thì thấy nó hơi bị khô khô ha, nó sột soạt, mình tưởng nó là hoa lụa luôn á. Có cái hoa này ngộ nè, cái hoa tím chùm chùm như bông gòn mà cái lá nó lại cái thân nữa bạc bạc, cái màu như silver vậy, hay quá, nhìn nó rất là phong cách. Cái cây hoa này tên gọi của nó là Bird of Paradise, những con chim của thiên đường đó. Cái cây này nó mạnh mẽ lắm, nhà mình có trồng nè, đẹp lắm, không bao giờ chết hết á. Thấy cái hoa này đẹp quá nè, nó giống như cái cây kẹo bông gòn á, hay là cái cây kẹo mút mà con nít nó hay ăn á, thấy thương quá, cụm 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 đặt bông chung quanh. Mình thấy có màu hồng, màu tím, màu trắng, đẹp quá trời là đẹp luôn, lạ hen. Gốc này mình còn tìm thấy mấy bụi trúc nữa nè, trúc này nó cái lá nó mỏng mỏng, gió đưa lất phất thấy thương quá à. Cái thân này trúc này màu vàng nè, cái thân kế bên thì lại màu xanh bình thường. Trời ơi trúc mà nó cũng nhiều loại lắm chứ đâu phải ít đâu. Trời ơi thấy thương không, cái lá nhỏ xíu mà xanh à. Mấy bụi trúc này á mình thấy giá hơi mắc, cả 50 đồng lận á, nhỏ xíu à, khoảng 3 feet. Còn đây là những cái chậu hoa treo lơ lửng mà cái dạng sống đời đó. Trời ơi nó hoa suốt luôn, hầu như quanh năm luôn á các bạn. Cái loài hoa này mình đã từng trồng qua nên mình rất là thích, đẹp lắm. Cái hoa này nhìn lạ quá ha, đẹp quá, to lắm như cái chén cơm. Bây giờ thì Ngọc Mưa đã vào trong của tiệm nè. Nơi đây trưng bày rất là nhiều những cái đồ vật để trang trí cho cái khu vườn của mình đó. Đẹp chưa? Lộng lẫy chưa? Người Mỹ họ yêu thích làm vườn lắm. Hầu như nhà nào họ cũng có cái bát gia đằng sau, họ chơi, họ hưởng thụ lắm. Wow, có cái xích đu này dễ thương quá luôn các bạn ơi. Đẹp chưa? Tất cả những cái đồ trang trí trong vườn của bạn đó. Mấy cái này là hoa bằng ni lông á, bằng vải đó, mà đẹp dễ sợ không? Nhìn xa xa tưởng thật không á chứ. Có cả những cái màn mà giống như cây xanh vậy đó, mình mua về là mình chỉ ốp vào trên tường thôi, khỏi cần tưới nước, khỏi gì hết, vì nó bằng nhựa mà, đẹp ha.
Thế giới phân bón ở đây phong phú lắm các bạn ơi. Đủ thứ hết, dành cho hoa, cho cây ăn trái, cây kiểng. Bất cứ cái gì mà bạn nghĩ rằng bạn cần đó, bạn cứ đến đây bạn hỏi, họ có hết. Và đội ngũ phục vụ ở đây thì vô cùng tận tình, niềm nở. Vì vậy mà mình rất là hay lui tới cái chỗ này, mặc dù giá cả nó có hơi chút đắt đỏ so với Home Depot hoặc là Lowe. Thượng vàng hạ cám, tất cả những cái gì tất tần tật liên quan đến làm vườn, chỗ này đều có hết, không thiếu mặt hàng nào hết. Các bạn thân mến ơi, vậy là các bạn đã theo chân Ngọc Mưa đi một vòng thăm toàn bộ khu vườn hoa kiểng độc lạ Green Thumb Nursery, tọa lạc tại thành phố Lake Forest rồi đó. Nơi đây có rất nhiều kỳ hoa dị thảo mà các bạn cần. Nếu như các bạn yêu thích video này, xin vui lòng bấm subscribe để ủng hộ cho Ngọc Mưa nghe các bạn. Và bây giờ thì kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ.